Mến chào quý anh chị nha. Hôm nay sẽ gửi đến anh chị mình một mẫu nhà giá rẻ nha quý anh chị, dưới 1 tỷ nha. Như quý anh chị mình thấy là đường xá thì rất là rộng luôn, có chiếc ô tô 4 chỗ đậu sẵn ngay đầu hẻm luôn nha quý anh chị. Đường xá thì xe hơi xe tải di chuyển tận nơi, đậu ngay cửa nhà của mình. Và căn này được bán với một cái giá tổng luôn chỉ đúng 880 triệu thôi, vẫn còn bất động nhẹ cho cô chú anh chị mình nha. Được nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức luôn. Căn nhà của mình là xây dựng một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Căn này thì bên em sẽ tặng nội thất lại cho cô chú anh chị mình luôn. Và trực đo lạc và trên đường tập đoàn 4 gần ngã ba Tăng Kim, trên trục đường quốc lộ 50. Căn này thì quý anh chị mình ở như quận 8, quận 7, quận 6, Bình Tân rồi đó, mình xuống đây thì đâu đó tầm khoảng chỉ có 20 phút thôi nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà giá rẻ ngày hôm nay đã có sổ hồng rồi nha quý anh chị, sổ hồng cầm tay quý anh chị mình ra công chứng ủy quyền sang tên của nhà nước trong ngày luôn. Cái căn này mà anh chị mình có muốn đi xem thì cứ cô chú anh chị mình cứ liên hệ qua số em có để trên màn hình, em sẽ hẹn quý anh chị mình ngay ngã ba Tăng Kim trên trục đường quốc lộ 50 nha. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em cũng đã làm mái che cho cô chú anh chị mình đầy đủ hết luôn. Và lớp cửa đầu tiên sẽ là lớp cửa kéo đài lô nha quý anh chị. Căn này sẽ có hai lớp cửa nha, và lớp cửa thứ hai đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Ở đây là trong khu dân cư nha quý anh chị, dân cư ở rất là đông đúc rồi. Quý anh chị mình đi trong vòng bán kính khoảng 1 km đổ lại thôi là cô chú anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Bên đơn vị em sẽ tặng lại cho chị mình một bộ salon và tường đó có dán những cái bức tranh 3D. Ở phía bên đây thì tặng lại cho anh chị mình những cái bức tranh cũng rất là xinh. Tường thì cũng ốp ZBNC. Đa số hiện tại bây giờ những cái mẫu nhà người ta ốp ZBNC rất là nhiều nha quý anh chị, nên vợ bước vào trong căn nhà rất là sang. Ở trên là trần thạch cao, có một cái bóng đèn hình tròn rất là dễ thương luôn. Một cái mẫu nhà bán đúng 880 triệu, đường xe hơi xe tải chạy mà tìm đâu ra nữa chị. Hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em, nhắn nhá những cái bình bông rất là dễ thương. Căn này tặng lại hết cho chị mình luôn nha. Và đây sẽ là không gian nhà vệ sinh được đặt ở dưới chân cầu thang để giúp tiết kiệm không gian cho căn nhà của mình. Và kế tiếp sẽ là không gian nấu nướng nha chị. Không gian nấu nướng sẽ cho chị mình đó là lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá pha cương và bồn inox 304 nè, ốp lát rất là sạch sẽ, nhắn nhá những cái bình bông mini cũng rất là đẹp luôn. Một cái căn nhà còn mới đạt đâu đó hết 99% rồi, quý anh chị mình mua về chỉ việc chọn đồ vào ở thôi nha. Và giờ thì em quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình tham quan không gian là tầng trên, thiết kế cho anh chị mình hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh nha anh chị. Đây là phòng ở cuối dãy nhà, phòng cũng rất là rộng luôn đó. Ở đây thì phòng sạch sẽ nè, ở trên thì trần thạch cao, trần cũng rất là mát nha. Hệ thống đèn rất đặt đầy đủ rồi, điện nước của mình đã vào chính thức của nhà nước rồi nha quý anh chị. Và kế tiếp sẽ là không gian nhà vệ sinh đó. Trong không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Di chuyển qua đây nữa là phòng thứ hai. Căn này thì quý anh chị mình gia đình có thành viên 24 người á, về sinh sống cũng rất là thoải mái luôn. Di chuyển ra đây sẽ là có một cái ban công nhỏ nhỏ cho anh chị mình, là anh chị mình có thể di chuyển ra đây, mình quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn. Đường xá thì rất là rộng, trong khu dân cư ở rất là đông. Căn nhà của mình là chỉ cách với trục đường quốc lộ 50 ngay ngã ba Tăng Kim, mình đi đâu đó tầm khoảng có mấy trăm mét thôi nha chị. Và giờ thì mà biết thì mình di chuyển gì trong không gian tầng dưới em sẽ nói lại cháu rồi chị. Và nãy giờ anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay, ngang 3m8 chạy sâu vào tầng 8m nha anh chị. Xây dựng một trệt một lầu, nó có hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp đều đầy đủ cho anh chị mình, tặng nội thất cho anh chị mình hết luôn nha. Căn này thì pháp lý đồng sở hữu, mỗi nhà giữ một sổ hồng nha quý anh chị, mình ra công chứng ủy quyền nhà nước sang tên trong ngày. Và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 880 triệu thôi, vẫn còn bớt lọt nhẹ cho anh chị mình. Đường xá thì ô tô di chuyển tận nơi, và cách với ngã ba Tăng Kim trên trục đường quốc lộ 50 đâu đó tầm khoảng 1 cây số đổ lại thôi. Đó, nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc rồi. Nếu mà anh chị mình có muốn đi xem nhà thì cứ liên hệ qua số em có để trên màn hình, hoặc là các bạn Zalo của em sẽ gửi thêm thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Bên kênh em làm việc luôn lúc nào cũng là cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Bên em quay video là báo giá tổng, giá công khai trên video hết luôn. Đó, không giấu giếm gì hết, có sao là bên em nói vậy nha. Và có muốn đi xem nhà thì liên hệ cho em nha. Giờ em cũng xin kết thúc video tại đây.